Long Tâm đâu? Long Tâm! Gì này? Đây tìm ai vậy hả? Mày là Long Tâm á hả? Ở đây không có Long Tâm. Có tao thôi được không? Tao muốn gặp thằng Long Tâm. Tao không nói chuyện với mày mà. Mày nói chuyện với ai mày chó? Hả? Gì? Chuyện gì? Mày là Long Tâm á hả? Đúng. Mày là chủ tiệm xăm ở đây chứ? Rồi sao? Hôm nay tụi mày có khách không? Bây giờ thì không. Chắc chắn không? Chắc chắn. Xăm giùm chân anh tao cái. Trời, tưởng gì xăm á hả? Đi vô đây. Tưởng gì? Đi. Mày là ai? Này nói cái gì? Nào mập hả? Nè, tao nói cho nghe. Long Tâm mà xăm cũng được hả? Long Tâm xăm là phải đẹp. Nghe rõ chưa? Đó đi. Không cười lại đừng cho mấy con chó nó vô. Long Ca đã đến với Long Tâm rồi, còn các bạn thì sao? Các bạn nào có nhu cầu xăm thì hãy đến với Tattoo Long Tâm số 221/1 Phan Hiết, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của mình là 090 3333 900. Các bạn hãy đến với Tattoo Long Tâm.